Biba biba, chị xin chào tất cả các em nhé. Hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm món kem tuyệt ngon luôn. Rồi bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ đi mua một số nguyên liệu nào. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Xong nguyên liệu thì kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu làm món kem nhé. Để xem, đầu tiên thì chúng ta sẽ cho một miếng mơ vào, kế đến là đường trắng nhé. Ở ít đường trắng vừa phải thôi, không thì sẽ rất là ngọt. Trộn đều nó lên, đánh đều. Sau khi đánh đều xong thì Are you sleeping? Chúng ta sẽ cho một ít hạt hương cacao vào và cho nước. Đánh đều lên. Rồi sau khi đánh đều xong thì chúng ta sẽ cho bột mì vào. Chúng ta cho hạt cà phê, cacao vào. Ly nước cam. Rồi cuối cùng thì hãy xem nào, đây là món kem cùng với những món bánh nhào có hương sô-cô-la và cà phê, rất là ngon. Và video này thì chị mong các em sẽ biết thêm được một loại bánh dùng để ăn cùng kem nhé. Mến chào tạm biệt tất cả các em và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.